Xin chào bà con và tất cả các bạn. Ở trên màn chúng ta đây là cái dòng máy bơm tác ao, đây chúng ta nhìn thấy nha. Ở phía xa đó là cái máy bơm tác ao. Cái lượng nước phục ra rất là nhiều luôn. Cái ống thoát nước ra cái này là ống 110 nha. Đấy chúng ta nhìn thấy là ống 110 và cái ống hút này là 114 á, mình đặt dài 3 mét. Mình đặt ở trên bờ ao luôn. Thì để chúng ta có thể tác được cái ao hoặc cái đầm nuôi tôm nhỏ, ví dụ đây là cái đầm nuôi tôm của mình nhỏ thôi. Nó chỉ tầm khoảng 1.300 mét vuông. Tầm khoảng 1.000 mét khối thì mình dùng cái máy này bơm rất là gọn. Đặt ở trên bờ, chúng ta có thể là bơm ra hoặc là bơm vào gì đó, rất là tiện dụng luôn, rất là tiện lợi. Xong rồi chúng ta ghim vào rất là nhẹ, nó chỉ cho tầm hơn 20 kg á. Cái điện năng tiêu thụ nó thì rất là ít. Đấy chúng ta thấy là chỉ có 920 nè, 920W à. Mình đã bơm 6 tiếng rồi mà nó chỉ có tốn 5,8 điện, cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Bởi vì nó chạy cái motor là 2,2 loại 3 ngựa. 2,2 tuy nhiên là do cái trục quay nó nhỏ cho nên nó rất là nhẹ điện. Chúng ta thấy không? Nó chỉ 900W. Thông thường á, những cái dòng máy 2,2 này nó chạy tải nặng nó tầm khoảng 1.500, 1.300, 1.500W. Ở đây nó chỉ có 900 mấy chục W cho nên rất là nhẹ. Máy chạy cực kỳ êm luôn. Gần như là không nghe tiếng máy luôn. Chúng ta chỉ nghe tiếng nước thôi. Hút vào rất là gọn nha, không có bị rỉ nước gì cả. Đây là chỉ là cái xương nó văng thôi, không hề bị xì nước gì cả. Đấy chúng ta thấy không, chạy rất là mát, rất là nhẹ luôn. Nếu chúng ta có thể, cái nhu cầu chúng ta có thể nối dài nè, nối dài cái ống này ra 20-30 mét vô tư. Còn cái này mình cái ao nhỏ, cái bờ nhỏ cho nên mình phục ra luôn. Mình sợ là nó văng lên cái bờ nó bị trôi cái đất, mình lót một cái bạc như thế, tuy nhiên là nó khi nó phục thẳng xuống dưới sông luôn, thấy không? Tầm 5 mét đấy, nó phục thẳng xuống luôn, rất là tiện. Thì gia đình chúng ta nên xài những cái dòng này để bơm tác ao hoặc là tác đìa hoặc là những cái ao dèo nuôi tôm thì rất là phù hợp. Nuôi tôm công nghiệp cũng vậy, rất là phù hợp luôn, lượng nước khá là lớn, chạy rất là êm. Mọi người có nhu cầu có liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để màn ảnh này, mình sẽ cung cấp cho chúng ta. Giá cả cũng phải chăng thôi. Đây dòng máy này có thể là có những máy lớn hơn, có những máy nhỏ hơn. Tuy nhiên là dòng này là mình thấy là tầm trung nhất. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video, hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo nha.